Thưa quý vị, trong thời khắc chuẩn bị đón giao thừa đêm 31 tháng 1 năm 2022, nhằm 29 Tết, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được đến thăm các đơn vị lực lượng vũ trang và Trung tâm Y tế huyện Bến Lức. Thăm và chúc Tết tại Ban Chỉ huy quân sự huyện và Công an huyện, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng quân đội, công an huyện Bến Lức đối với sự phát triển chung của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng sức khỏe, bình an, hạnh phúc đến cán bộ chiến sĩ, đồng thời đề nghị lực lượng vũ trang huyện Bến Lức cần thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo cho nhân dân đón Tết an toàn, gắn với thực hiện tốt việc phòng chống dịch COVID-19. Thăm và chúc Tết tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức, Bí thư Tỉnh ủy đã chia sẻ những khó khăn vất vả của lực lượng y tế trong thời gian qua, thực hiện tốt vai trò tuyến đầu chống dịch COVID-19. Nhân dịp xuân về, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ y tế trong huyện, động viên lực lượng y tế huyện tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo công tác trực cấp cứu nhằm kịp thời phục vụ cho bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh trong những ngày Tết, tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, kiểm tra bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân vui xuân đón Tết trọn vẹn.